Giờ đứng lên chào mọi người đi. Hi everyone. Nice to see you again. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay gia đình YoYo nhận được một hộp quà từ cô Sjuul Patty mọi người ạ. Làm gì vậy? Hả? Để tay chạy. Trang khui quà hả? Hôm nay Trang sẽ khui quà cùng với YoYo. Năm vậy không kìa? Em năm kìa. Nè, đi xuống để anh vô khui quà này. Ai da. Rồi anh vô khui quà đi, vô mở quà đi. Anh vô mở quà đây. Rồi bên đây nè. Này vô qua đây mở này. Kéo băng keo trước này. Giờ kéo đây này, đây này. Rồi. Nè, chân chân này ra để anh vô mở qua này. Rồi anh vô mở ra. Wow. Có gì vậy vô? Có gì vậy? Nè nè đứng đây, đứng đây. Bà coi. Nè, có đồ chơi cho chân. Chim chơi với. Nè, chân có điện thoại nè, đây đây đây. Chẳng bấm đi. Có váy cho chân này mọi người. À đây mọi người có một bộ váy rất là dễ thương kìa. Đó. Đó. Rồi giờ lấy đồ đi. Các bạn tiếp đi. Để đây. Đây đây, đây đây đây. Rồi ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi tao đổi đi. Ngồi đây rồi. Giờ lấy đó. Có hai cái khăn tắm cho YoYo mọi người ạ. Và có một người quan nữa là đi đây con, vô đây, đi đây, đi đây, đi đây con, đi đây. Có một người quan nữa là dễ thương cho YoYo nè mọi người. Nè để ba mặt tới con này. Rồi vô cởi quần này, vô cởi quần con này. Ừ. Cởi đây. Cởi đây. Ừ.
qua đây vô. Đứng lên. À, trang kia. Đẹp chưa? Đó, quần tắm. Nghe chưa đấy? Đẹp quá. Nghe cửa trang này. Rồi giờ lại tiếp đi. Ừ, giờ lại tiếp ra đi. Ừ, đây. Này. Này ở trên á. Đây này. Cho lên này. Ừ, cái đây ba. Cầm đây ba. Cho ba. Và có hai bộ đồ rất là đẹp cho YoYo nha mọi người. À, rất là dễ thương mọi người. Này, vô đứng đây. Này đây. Đứng quá đây rồi. Đó, chân đâu rồi. Này, đứng đây, vô đứng đây này. Này, trời ơi, hai đứa dành để chơi. Tư này. Này. Đó, này, vô đứng thẳng đây. Vô đứng thẳng, quay xong. Đứng đây. Này, đứng thẳng đây. Đó, mọi người rất là dễ thương luôn. Trời ơi, nè, đồ chơi này. Ngồi đây. Giờ đây quá tí. Ừ. Giờ đây. Cái này chờ tin mọi người à. Cái này chờ tin với tin. Rồi, giờ ngồi đây. Có rất là nhiều quần áo cho YoYo mọi người. Chưa? Đâu rồi? Trai nè. Rồi giờ lấy qua tiếp đi. Có rất nhiều quần áo cho YoYo mọi người ạ. Wow. Trời ơi, Trang ơi, con
rất nhiều thức ăn cho Miu và Thuộc Câu mọi người ạ. Đây là giờ chơi cho YoYo tắm, YoYo và Trang đi tắm rồi. Trái cây sấy mọi người ạ. Trang ơi, có đẩy đâu á? Nè anh vô có gì nè, anh vô có đồ ăn kìa, anh vô có đồ ăn kìa nè, anh vô có đồ ăn nè. Trang ăn được không? Đưa lấy, đưa lấy cho em. Có một cục sạc, có một dây sạc cho mình. Rồi, à, đấy. Và có hình dương rồi. Đấy. Con ăn đi, con ăn đi. Cái này em không ăn được đâu. Để ba cho em ăn cái này nha. Ăn từng hạt thôi. Nó còn hơi bớt rồi. Hay quá. Này giờ đứng lên cảm ơn cô nè. Con dâm đây à? Con dâm đây à? Con dâm đây à? Nhìn lại. Này trong đứa này. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Này, con đứa. Nhìn lại. Đứng thẳng đây. Gia đình YoYo cảm ơn cô Sjuul đã gửi rất nhiều quà tặng đến gia đình YoYo. Cảm ơn cô đã yêu quý gia đình YoYo. Cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi và yêu quý gia đình YoYo. Ở đây, ở đây, ở đây. Này, bye bye. Đây. Bye bye. Thank you for watching. Cảm ơn mọi người đã xem video. Em vậy? Em có thể chơi mọi người.